Em xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay em về thêm một lô loa, đó là hàng loa toa hàng nhập khẩu Indonesia chính hãng các bác này. Đây em về số lượng cũng được kha khá để phục vụ cho quá trình săn bẫy của các bác rồi. Thì bây giờ em sẽ nói qua về cái dòng loa này cho các bác nói lại. Mọi video khác em cũng nói sơ qua rồi. Bây giờ em sẽ nói lại về cái dòng loa toa này cho các bác xem. Đây là các bác này, hộp của nó này. Hộp của nó toàn bộ nó đầy đủ nhãn mác từ cái băng dính trở đi các bác nhá. Hàng này là em nhập khẩu nguyên kiện như này, nguyên chiếc về như này các bác ạ. Đây, về số lượng cũng kha khá để phục vụ quá trình săn bẫy của các bác. Đây, cái thằng toa này đây, hộp của nó đây ạ. Bên trong nó một cái toa thì nó gồm một cái quyển sách hướng dẫn như này đi kèm các bác nhá. Đây, một quyển sách hướng dẫn như này. Và gồm một cái toa này ạ. Đây, toa này đây các bác này. Nó có đầy đủ seri các bác nhá. Đầy đủ seri này. Seri mã vạch đầy đủ các bác nhá. Đây là hàng chính hãng các bác ạ. Đây ạ. Ở đít của nó này các bác này. Đó, đít của nó đầy đủ nội dung thông tin như này. Đây, thằng toa 10W đây các bác ạ. Đây, thiết kế rất chi là nhỏ gọn. Đó, đây là dòng loa không biến áp các bác nhá. Đây, vậy em về số lượng cũng tương đối thôi. Bác nào có nhu cầu phục vụ quá trình săn bẫy của mình cần đến nó thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại này của em. Em sẽ gửi hàng cho các bác. Mà hàng bên em các bác trước khi nhận các bác sẽ được kiểm tra hàng đúng như hàng em nói ở đây. Thì các bác vui lòng thanh toán giúp em ạ. Vâng, thì các bác nhận được video này, hãy chia sẻ giúp em. Hãy đăng ký kênh để đón nhận những cái video mới nhất mà hàng bên em về để phục vụ cho các bác. Rồi em cảm ơn các bác nhé. Hẹn các bác ở những video.